Thưa quý vị, cũng như tình cảnh của nhiều công trình trọng điểm trên cả nước, hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung đất san lấp đã khiến cho không ít các công trình dự án có nguy cơ chậm trễ tiến độ. Mặc dù đã có các giải pháp tạm thời trước mắt, nhưng vẫn chưa thể cải thiện được tình trạng này. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến thời gian quy định phải hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng khu tái định cư Hòa Khương thuộc dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng vẫn còn đang dang dở thi công cầm chừng. Để khắc phục đẩy nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu Xuân Quang và tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã tận dụng tối đa các nguồn vật liệu đất đá dư thừa từ các công trình khác, như vận chuyển hàng ngàn khối đất đá dư thừa thuộc dự án nút giao thông phía Tây cầu Trần Tự Lý, đồng thời tổ chức mua lại đất thuộc tầng phủ, các mỏ đá hay đất sàn lấp từ các địa phương lân cận với giá đắt đỏ, song vẫn chưa thấm vào đâu. Còn lại khoảng 250.000 khối đất của cái dự án này nữa, thì trong đó có 80.000 khối đất đó là cái đất K95 và 170.000 khối đất đó là đất san lô, san nền. Thì vật giá lên cao mà nhà thầu thì đi kiếm cái nguồn cung rất chi là khan hiếm, hầu như là đi tìm khắp nơi, nhưng mà thật sự là nó cũng ít, cho nên gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo nguồn vật liệu cho dự án trọng điểm hiện tại, ngoài việc vận động các nhà thầu tận dụng tối đa nguồn cung tại chỗ, thành phố Đà Nẵng đã cho phép đấu giá quyền khai thác hai mỏ đất với diện tích khoảng 20 hectare để thăm dò và khai thác. Tuy nhiên, cho đến nay, nguồn cung tại hai mỏ đất này vẫn chưa đến được các dự án trọng yếu, bởi lý do chủ các mỏ được cấp phép chưa thỏa thuận đền bù được với người dân. Chính phủ thì cũng đã có ghi nhận cái nội dung vướng mắc này của Đà Nẵng và cũng đã có giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường thì có cái hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho Đà Nẵng. Thế thì hiện nay thì vị phía sở thì cũng đã tham mưu văn bản cho thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường về cái thực trạng và cũng có đề xuất các cái giải pháp để mà trong trường hợp người dân không thỏa thuận được với chủ mỏ thì đề xuất là các cái mỏ mà sắp tới đấu thì có thể là thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng trước khi đưa cái mỏ ra đấu giá. Rút kinh nghiệm từ những khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển dài hạn của địa phương, từ nay cho đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch vùng vật liệu lên đến 84 triệu mét khối đá, 12 địa điểm mỏ đất với trữ lượng trên 71 triệu mét khối. Song song với các nguồn vật liệu tái chế thì với quy hoạch chiến lược này trong tương lai sẽ đủ nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm thành phố.